Tập 25, Triệu Vân phá bát môn kim tỏa trận. Xé Mạo đang định quay về thì Triệu Vân đem quân đuổi tới. Nguyên Triệu Vân đang ngồi uống rượu, bỗng nghe có tiếng người ngựa xôn xao, vội chạy vào xem, không thấy Lưu Bị. Vân giật mình ra ngay nhà khách, được tin Xé Mạo dẫn 500 quân ra cửa Tây. Vân cấp tốc đem 300 quân cầm giáo cưỡi ngựa rượt theo, gặp ngay Xé Mạo. Vân hỏi, chúa ta đâu? Mạo nói, sứ quân bỏ tiệc trốn, không biết đi đâu. Triệu Vân là người cẩn thận, không hay hấp tấp, liền tế ngựa lên trước, trông xa thấy một cái suối rộng không còn đường nào khác. Liền quay ngựa lại, thét hỏi Sái Mạo, ngươi mời chúa ta đến dự tiệc, cớ sao lại dẫn quân đuổi theo. Mạo đáp, quan chức 9 quận, 42 châu huyện đều họp ở đây. Ta là thượng tướng, sao lại không đi tuần tra bảo vệ. Vân lại hỏi, ngươi bức chúa ta chạy đi đâu. Mạo nói, nghe nói sứ quân cưỡi ngựa chạy ra cửa Tây, tôi đến đây chẳng thấy đâu cả. Vân còn hoài nghi chưa biết thế nào. Lại đến bên suối đứng ngắm mãi, thấy bờ bên kia có vệt ướt, bụng bảo dạ, chẳng lẽ cả người lẫn ngựa nhảy qua được suối này. Liền sai 300 quân tản ra bốn phía tìm kiếm cũng chẳng thấy dấu tích gì. Lại nói, từ lúc nhảy qua suối, Lưu Bị cứ lần theo đường Nam Trương rủi ngựa đi. Lúc mặt trời sắp lặn, gặp một chú bé chễm chệ ngồi trên lưng trâu, miệng thổi cây sáo, đương tiến lại. Lưu Bị dừng ngựa lại đứng xem. Chú bé chăn trâu cũng họ trâu lại, hạ sáo xuống nhìn kỹ Lưu Bị một hồi rồi hỏi rằng, có phải ngài là Lưu Huyền Đức phá giặc khăn vàng ngày xưa không? Lưu Bị lấy làm lạ, hỏi lại rằng, cháu là trẻ nhỏ thôn quê, sao cũng biết tên họ ta? Chú bé thưa, trước cháu cũng không được biết. Nhưng nhiều khi đứng hầu thầy tiếp khách, thấy nhiều người nói có ông Lưu Huyền Đức, mình dài 7 thước 5 tấc, tay dài quá đầu gối, mắt trông thấy được tai, là người anh hùng đời này. Nay gặp ngài đây, thấy hình dạng như đúc, cháu chắc ngài là ông Huyền Đức. Lưu Bị hỏi, thầy cháu là ai? Chú bé đáp, thầy cháu là Tư Mã Huy, tự là Đức Tháo, người ở Dĩnh Châu, đạo hiệu là Thủy Kính Tiên Sinh. Lưu Bị hỏi, thầy cháu hay kết bạn với ai? Cháu bé đáp, thầy cháu thường chơi với hai người ở Tương Dương là Bàng Đức Công và Bàng Thống. Lưu Bị hỏi, Bàng Đức Công và Bàng Thống là người thế nào? Chú bé đáp, là hai chú cháu. Bàng Đức Công, tự Sơn Dân, hơn thầy cháu 10 tuổi, Bàng Thống, tự là Sĩ Nguyên kém thầy cháu 5 tuổi. Thầy cháu quý Bàng Thống lắm, gọi là anh em. Lưu Bị hỏi lại, thầy cháu bây giờ ở đâu? Chú bé chỉ tay, đáp, nhà ở trong rừng trước mặt kia kìa. Lưu Bị nói, ta chính là Lưu Huyền Đức đây. Cháu đưa ta vào yết kiến thầy cháu. Chú bé dẫn Lưu Bị đi. Ước được hơn 2 dặm đến đầu nhà, Lưu Bị xuống ngựa, bước vào đến cửa trong, nghe có tiếng đàn du dương, liền bảo chú bé đừng báo vội, đứng lắng tai nghe. Bỗng tiếng đàn im bặt, một người bước ra tươi cười nói, tiếng đàn đương êm dịu, bỗng nảy lên tiếng cao, tất có người anh hùng nghe trộm. Chú bé trỏ tay và nói với Lưu Bị, đây là Thủy Kính Tiên Sinh, thầy cháu đấy. Lưu Bị ngắm kỹ thấy người dáng tùng, vóc hạc, dáng điệu thật là tiên cách, vội vàng bước lên thì lễ. Lúc ấy quần áo Lưu Bị vẫn còn ướt. Thủy Kính nói, ông hôm nay thoát được nạn to. Lưu Bị rất lấy làm lạ. Thủy Kính mời vào nhà, chủ khách cùng ngồi. Lưu Bị thấy trên giá chất đầy sách vở, ngoài cửa sổ tùm không chúc, một cái đàn để trên sập đá, một bầu thanh khí lâng lâng. Thủy Kính hỏi, Minh Công ở đâu đến? Lưu Bị đáp, tôi ngẫu nhiên đi qua chỗ này, may gặp Tiểu Đồng chỉ dẫn, được vào hầu ngài, lấy làm hân hạnh lắm. Thủy Kính cười nói, ông không nên giấu, chính ông chạy nạn đến đây. Lưu Bị liền thuật lại đầu đuôi vụ Tương Dương. Thủy Kính nói, trông sắc mặt ngài, tôi biết cả rồi. Tôi nghe đại danh đã lâu, sao đến nay vẫn còn long đong? Lưu Bị đáp, số tôi vất vả, mới đến nỗi này. Thủy Kính nói, không phải thế, vì bên cạnh còn thiếu nhân tài đó thôi. Lưu Bị nói, tôi tuy không có tài, nhưng văn thì có Tôn Càn, Mi Trúc, Giản Ung, võ thì có bọn Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, hết lòng phụ tá, tôi cũng nhờ được sự giúp đỡ của họ nhiều. Thủy Kính nói, Quan, Trương, Triệu đều là những người có võ nghệ địch nổi muôn người cả, nhưng chỉ tiếc không có người biết sử dụng những nhân tài ấy. Còn như bọn Tôn Càn, Mi Trúc là hạng bạch diện thư sinh, không có tài kinh luân tế thế gì. Lưu Bị nói, tôi thường vẫn khiêm tốn để cầu người hiền trong các nơi rừng núi, nhưng chưa gặp được ai thì làm thế nào. Thủy Kính đáp, Khổng Tử nói rằng, trong một cái ấp chừng 10 nóc nhà, thể nào cũng có người trung tín. Sao ông lại bảo là chẳng có ai? Lưu Bị nói, bị này ngu dốt không hiểu, xin ngài chỉ bảo cho. Thủy Kính nói, nay những bậc kỳ tài trong thiên hạ đều ở miền này. Ông nên đến tìm. Lưu Bị vội hỏi, kỳ tài ở đâu? Thủy Kính đáp, Phục Long, Phượng Sổ, chỉ cần một trong hai người ấy cũng đủ bình định thiên hạ. Lưu Bị hỏi, Phục Long, Phượng Sổ là người thế nào? Thủy Kính vỗ tay, cười rộ nói, được, được. Lưu Bị hỏi thêm nhưng Thủy Kính nói, bây giờ tối rồi,
xin tướng quân hãy tạm nghỉ chân ở đây, ngày mai tôi sẽ nói chuyện. Lưu Bị đêm nằm nghĩ lời Thủy Kính, trằn trọc mãi không ngủ được. Nói về Triệu Vân tìm khắp nơi quanh thành Tương Dương mà không gặp Lưu Bị, trong lòng vô cùng lo lắng. Thì nghe Lưu Bị từ bờ đông sang bờ tây Đàn Khê, tưởng rằng Lưu Bị đã về Tân Giã, liền kéo quân tới đó. Đến Tân Giã vẫn không thấy, Triệu Vân càng hốt hoảng, lại đi tìm khắp phía bờ tây Đàn Khê, thì gặp được Lưu Bị ở sơn trang của Thủy Kính tiên sinh. Cả hai cùng về Tân Giã. Trên đường đi bỗng gặp một người đội khăn cắt bá, mặc áo vải, thắt lưng thâm, đi giày đen, vừa đi vừa hát. Thở trời đất gặp cơn phản phúc, lửa Viên Lưu đương lúc suy tàn. Lâu đài sắp sửa lật nghiêng, một cây há dễ chống nên được nào. Non sông có bậc anh hào, muốn tìm minh chúa, chúa nào biết ta. Lưu Bị nghe xong, nghĩ thầm rằng có lẽ Phục Long, Phượng Sổ đây chăng. Liền xuống ngựa gặp mặt, mời về huyện, hỏi họ tên. Người ấy đáp, tôi là người Dinh Thượng, họ Đan, tên Phúc. Lâu nay vẫn nghe nói sứ quân có ý thu nạp những kẻ hiền sĩ muốn đến theo hầu, nhưng chưa dám vội vàng, nên đi dong chợ hát nghêu ngao để động đến tai ngài. Đan Phúc nói, xin phép cho xem con ngựa ngài cưỡi vừa rồi. Lưu Bị sai dắt đến, Đan Phúc nói, đây có phải là ngựa Đích Lư không? Tuy là thiên lý mã nhưng hay hại chủ, không nên cưỡi. Lưu Bị bèn đem chuyện vượt Đàn Khê ra thuật cho Đan Phúc nghe. Đan Phúc nói, thế là cứu chủ chứ không phải hại chủ. Sau này thể nào nó cũng hại một chủ, tôi có phép giải được cái tật ấy. Lưu Bị hỏi phép gì, Đan Phúc nói, ngài hãy đem ngựa này tặng cho người nào mà ngài vẫn thù ghét, đợi khi nó hại người ấy rồi, ngài sẽ cưỡi, tất không việc gì nữa. Lưu Bị biến ngay sắc mặt nói, ông mới đến đây, chưa dạy ta điều gì chính đạo, đã vội khuyên ta ngay một việc ích kỷ hại nhân. Bị đây không thể nào theo được. Đan Phúc cười xin lỗi, lâu nay tôi vẫn nghe tiếng sứ quân là người nhân đức, nhưng chưa dám tin, nên mới đem lời ấy ra thưa. Lưu Bị cũng bình tĩnh lại, đứng dậy xin lỗi, bị đâu đã có nhân đức đối với mọi người, nay nhờ tiên sinh đến dạy bảo cho. Đan Phúc nói, tôi từ Dinh Thượng đến đây, nghe thấy người Tân Giã có câu hát rằng, Tân Giã mục, Lưu Hoàng thúc, từ khi đến đây, dân được sung túc. Thế mới biết nhân đức sứ quân lan truyền trong mọi người. Lưu Bị liền cử Đan Phúc làm quân sư, để rèn luyện quân mã. Lại nói, từ khi ở Ký Châu về Hứa Đô, Tào Tháo vẫn có ý muốn lấy Kinh Châu, liền sai Tào Nhân, Lý Điển cùng hàng tướng Lã Khoáng, Lã Tường lĩnh 3 vạn quân đóng ở Phàn Thành để uy hiếp Kinh, Tương và dò xét tình thế. Lã Khoáng và Lã Tường nói với Tào Nhân, nay Lưu Bị đóng quân ở Tân Giã, chiêu binh mãi mã, tích lũy lương thảo, chí hắn không nhỏ đâu, cần phải trừ ngay mới được. Hai chúng tôi, từ khi hàng thừa tướng, chưa lập được chút công nào. Nay xin lĩnh 5.000 tinh binh sang lấy đầu Lưu Bị về dâng. Tào Nhân giao ngay cho hai anh em họ Lã 5.000 tinh binh kéo sang đánh Tân Giã. Thám mã về báo, Lưu Bị mời Đan Phúc đến bàn. Lã Khoáng, Lã Tường kéo quân đến. Lưu Bị sai Triệu Vân ra. Hai bên vừa giao chiến vài hiệp. Triệu Vân đâm Lã Khoáng một nhát chết ngay dưới ngựa. Lưu Bị thúc quân ập vào đánh chém. Lã Tường địch không nổi, dẫn quân chạy. Đến nửa đường, một cánh quân xông ra đi đầu là Quan Vũ. Đánh giết một hồi, quân Lã Tường chết mất nửa, cướp đường chạy thoát. Chạy chưa được 10 dặm, lại một cánh quân nữa chặn lối, đi đầu là Trương Phi múa bát xà mâu xông đến. Lã Tường trở tay không kịp, bị Trương Phi đâm trúng chết ngay. Quân Tào vỡ chạy tán loạn. Lưu Bị đem quân đuổi theo, bắt được quá nửa, rồi thu quân về huyện, trọng đãi Đan Phúc, khao thưởng 3 quân. Bọn bại quân về gặp Tào Nhân báo tin hai họ Lã đã bị giết, quân sĩ bị bắt rất nhiều. Tào Nhân tức giận, cùng với Lý Điển dẫn binh mã cấp tốc vượt qua sông, định san phẳng Tân Giã. Đan Phúc bàn với Lưu Bị rằng, Tào Nhân đóng quân ở Phàn Thành, nếu biết hai tướng bị giết, tất huy động đại quân đến báo thù. Lưu Bị hỏi, nên dùng kế gì bây giờ? Chợt có thám mã báo Tào Nhân đã dẫn đại quân sang sông kéo đến nơi. Đan Phúc nói, nếu hắn đem hết quân sang đây, Phàn Thành bỏ ngỏ, ta có thể thừa cơ đánh úp. Rồi sai Quan Vũ và Trương Phi theo kế mà đi lấy Phàn Thành. Tào Nhân dàn trận thế dàn xong, Triệu Vân ra ngựa, gọi tướng giặc nói chuyện. Tào Nhân sai Lý Điển ra giao chiến với Triệu Vân. Được độ vài chục hiệp, Lý Điển biết sức không cự nổi, quay ngựa chạy về. Vân tế ngựa đuổi theo, nhưng quân Tào bắn chặn lại, đôi bên cùng thu quân về trại. Tào Nhân đánh chống tiến binh, bày thành thế trận, sai người hỏi Lưu Bị rằng có biết thế trận của ta không. Đan Phúc trèo lên chỗ cao, ngắm một hồi, rồi xuống nói với Lưu Bị, đây là trận Bát Môn Kim Tỏa. Có 8 cửa là Ngưu, Dinh, Thương, Tỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Nếu nhắm các cửa Sinh, cửa Cảnh, cửa Khai mà đánh vào thì thắng, vào các cửa Thương, Kinh, Hưu thì bị thiệt hại, vào cửa Đỗ, cửa Tử thì chết hết. 8 cửa tuy bố trí chỉnh tề, nhưng chỉ thiếu lực lượng chủ chốt ở giữa. Nếu ta tiến vào cửa Sinh góc Đông Nam, rồi đánh sang cửa Cảnh góc Tây,
thì trận này tất phải tan vỡ. Lưu Bị truyền lệnh cho quân sĩ giữ vững lấy góc trận và sai Triệu Vân đem 500 quân từ mặt đông nam tiến vào, lướt qua cửa tây mà ra ngoài trận. Được lệnh, Vân lập tức vác giáo lên ngựa, đem quân thắng đến góc đông nam, hò reo đánh vào giữa trận. Tào Nhân lui chạy về phía bắc, Vân không đuổi theo, đánh sộc ra cửa tây, rồi lại từ cửa tây đánh sang góc đông nam. Quân Tào đại loạn, Lưu Bị thúc quân đánh ùa vào, quân Tào Nhân thua to chạy trốn. Đan Phúc truyền lệnh không đuổi theo, thu quân về. Tào Nhân bị thua trận ấy, mới tin lời Lý Điển, bèn cho mời Điển đến bảo rằng trận mới rồi mà cũng phá được, trong quân Lưu Bị tất có người giỏi. Lý Điển nói, tôi tuy ở đây nhưng bụng vẫn còn lo Phàn Thành. Tào Nhân nói, đêm nay ta đến cướp trại, nếu thắng ta sẽ liệu kế khác, nhược bằng thua, bấy giờ ta sẽ rút về Phàn Thành. Lý Điển nói, không nên, Huyền Đức chắc có phòng bị. Tào Nhân nói, đang nghi như vậy thì dùng binh thế nào được. Rồi Nhân không nghe lời Lý Điển, tự dẫn quân đi tiền đội, sai Lý Điển đi hậu ứng, canh hai đêm hôm ấy đến cướp trại Lưu Bị. Đan Phúc đang ngồi bàn bạc với Lưu Bị ở trong trại, bỗng có cơn gió giật đùng đùng nổi lên. Phúc nói, đêm nay Tào Nhân tất đến cướp trại đây. Lưu Bị nói, ta lấy gì địch lại? Đan Phúc nói, tôi đã bố trí cả rồi. Bèn sắp đặt đâu vào đấy. Đến canh hai, Tào Nhân kéo đến gần trại, thấy bốn mặt lửa cháy ngùn ngụt. Nhân biết trong trại có phòng bị, vội vã rút lui. Triệu Vân đuổi theo. Tào Nhân không kịp thu quân về trại, tất tả chạy về phía bắc sông. Đến bờ sông, đang hoang mang tìm đò, thì một toán quân kéo đến, tướng đi đầu là Trương Phi. Tào Nhân liều chết đánh nhau. Lý Điển bảo vệ Tào Nhân xuống được thuyền sang sông. Quân Tào chết đuối quá nửa. Tào Nhân sang khỏi sông, chạy ngay về Phàn Thành sai người gọi cửa. Bỗng trên thành một hồi trống nổi rồi một tướng xông ra, thét lớn, Phàn Thành vào tay ta đã lâu rồi. Quân Tào giật mình, nhìn ra thì là Quan Vũ. Tào Nhân rụng rời, quất ngựa chạy, Quan Vũ đuổi đánh. Tào Nhân lại thiệt một số quân nữa, vội vã chạy về Hứa Xương. Dọc đường, Nhân mới được tin Lưu Bị có Đan Phúc làm quân sư, bày mưu đặt kế. Tào Nhân, Lý Điển sau khi thua trận về Hứa Đô, vào ra mắt Tào Tháo, khóc lạy xuống đất xin chịu tội và thuật đầu đuôi việc hao binh tổn tướng. Tháo nói, được thua là chuyện thường của nhà binh, nhưng không biết ai bày mưu cho Lưu Bị. Tào Nhân nói là mẹo của Đan Phúc. Tháo hỏi, Đan Phúc là người thế nào? Trình Dục nói, người ấy không phải là Đan Phúc. Thổi nhỏ hắn tập múa gươm. Cuối năm Trung Bình, đời vua Linh Đế hắn giết người để báo thù cho kẻ khác, rồi xõa tóc bôi nhọ mặt đi trốn. Bị Nha Lại tóm được, hắn không nói họ tên, liền bị trói bỏ lên xe, đem đi dòng chợ, đánh trống gọi loa cho dân phố nhận mặt. Cũng có người biết, nhưng không ai dám nói. Sau được các bè bạn đánh tháo, cứu thoát hắn ra. Hắn mới thay tên đổi họ, đi lánh nạn, gắng sức học hành, tìm kiếm danh sư khắp nơi. Hắn thường đi lại đàm luận với Tư Mã Huy. Hắn quê ở Dĩnh Châu, tên là Từ Thứ, tự là Nguyên Trực, Đan Phúc chỉ là họ tên giả của hắn thôi. Tháo lại hỏi, tài của Từ Thứ so với ngươi thế nào? Dục thưa, người ấy 10 phần, Dục không lấy được một. Tháo nói, đáng tiếc hiền sĩ đều về với Lưu Bị cả, vây cánh y đã thành, biết làm thế nào? Trình Dục đáp, Từ Thứ tuy ở với Lưu Bị, nhưng nếu thừa tướng muốn dùng, gọi về cũng dễ. Từ Thứ là người chí hiếu, bố mất sớm, chỉ còn mẹ già ở nhà. Hiện nay em là Từ Khang đã mất, mẹ già không ai phụng dưỡng, thừa tướng nên sai người lừa mẹ hắn đến Hứa Xương, rồi bắt mụ ấy viết thư gọi con về đây, chắc Từ Thứ thế nào cũng phải nghe theo. Tháo mừng lắm, sai người cấp tốc đi bắt mẹ Từ Thứ. Chẳng bao lâu, quân bắt được mẹ Từ Thứ dẫn về. Tháo đối đãi rất tử tế, rồi bảo Từ Mẫu rằng, ta được biết Từ Nguyên Trực, con trai bà, là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Nay y ở Tân Giã, giúp tên nghịch thần Lưu Bị, phản bội triều đình. Có khác nào viên ngọc quý rơi trong vũng bùn, thật đáng tiếc. Nay ta muốn nhờ bà viết thư gọi y về Hứa Đô, ta sẽ tâu lên thiên tử, nhất định y sẽ được trọng thưởng. Rồi sai Tả Hữu lấy nghiên bút, giấy mực lại, bảo Từ Mẫu viết thư. Từ Mẫu hỏi, Lưu Bị là người thế nào? Tháo đáp, là một kẻ hèn mọn ở Bái Quận, mạo xưng là Hoàng Thúc, vốn chẳng có tín nghĩa gì. Có thể nói ngoài vỏ là người quân tử, mà trong ruột là một đứa tiểu nhân. Từ Mẫu đùng đùng nổi giận, ngươi xảo quyệt đến thế là cùng. Từ lâu ta đã biết Huyền Đức là con cháu Trung Sơn Tĩnh Vương, cháu chất hiếu Cảnh Hoàng Đế. Ông ấy khiêm tốn, quý trọng hiền sĩ, kính cẩn đãi người, tiếng nhân đức lừng lẫy khắp thiên hạ. Từ già đến trẻ, từ kẻ chăn trâu đến người kiếm củi, ai cũng biết ông là một bậc anh hùng đời nay. Nói xong bà cầm ngay nghiên mực đá quẳng vào mặt Tào Tháo. Tháo giận lắm, thét võ sĩ lôi Từ Mẫu ra chém. Trình Dục vội can rằng Từ Mẫu nói xúc phạm đến thừa tướng là cốt để tìm đường chết. Nếu thừa tướng giết đi, không những mang tiếng bất nghĩa mà lại đề cao cái đức của Từ Mẫu.
mẹ chết rồi, Từ Thứ Tất đem hết tài trí ra giúp Lưu Bị để trả thù. Chi bằng không giết, làm cho Từ Thứ thân ở một nơi, lòng nghĩ một nơi, dù có giúp Lưu Bị cũng không tận sức. Hơn nữa, để Từ Mẫu sống, Dục sẽ có kế lừa Từ Thứ về đây giúp thừa tướng. Tháo nghe lời, tha chém Từ Mẫu và đem nuôi nấng ở riêng một nhà. Trình Dục ngày ngày đến thăm hỏi, nói dối là anh em kết nghĩa với Từ Thứ, ân cần phụng dưỡng chẳng khác mẹ đẻ. Thường thường Dục đem biếu Từ Mẫu thứ nọ thứ kia, lại kèm theo danh thiếp, Từ Mẫu cũng gửi thiếp đáp lại. Dục bắt chước đúng được lối chữ của Từ Mẫu, liền viết một bức thư giả, sai người tâm phúc đem sang Tân Giã, tìm đến hành dinh Đan Phúc. Từ Thứ nhận được thư bóc ra xem xong, nước mắt chứa chan, nói với Lưu Bị rằng: "Tôi vốn người Dĩnh Châu, tên là Từ Thứ, tự nguyên trực, vì lánh nạn phải đổi tên là Đan Phúc. Khi trước, nghe thấy Cảnh Thăng Chiêu Hiền nạp sĩ cũng đã đến gặp, nhưng khi bàn việc, mới biết hắn là đồ vô dụng, nên viết thư từ biệt. Đêm nọ, đến chơi nhà ông Thủy Kính, có kể lại chuyện ấy, Thủy Kính trách tôi là người không biết chủ, và nói có Lưu Dự Châu ở đây, sao không đi theo. Bởi thế, tôi mới đi hát rong ở chợ để động đến tai sứ quân, nay được sứ quân tin dùng. Không ngờ Lão Mẫu bị Tào Tháo bày mưu lừa đến Hứa Xương sắp đem sát hại. Mẹ tôi có viết thư lại gọi, tôi không thể không về. Không phải tôi không muốn đem tài khuyển mã để báo đáp sứ quân, nhưng vì thân mẫu bị bắt, không thể làm sao được. Nay xin từ biệt và mong có cơ hội gặp sứ quân sau." Lưu Bị nghe nói, khóc giống lên, tình nghĩa mẹ con là tính trời, Nguyên Trực đừng có nghĩ ngợi gì đến bị nữa. Đợi sau khi gặp lão phu nhân rồi, có thể bị lại được nghe lời chỉ bảo. Từ Thứ lại tạ muốn đi ngay. Lưu Bị nói, xin hãy sung vầy một đêm, mai sẽ đi sớm. Tôn Càn mật bảo Lưu Bị, Nguyên Trực là kỳ tài thiên hạ, lại ở Tân Giã đã lâu, tình hình quân ta thế nào đều biết rõ cả. Nay nếu hắn về với Tào Tháo tất nhiên được trọng dụng, nguy cho ta lắm. Chúa công phải cố lưu lại đừng cho đi. Tào Tháo thấy hắn không đến tất đem giết mẹ hắn. Hắn biết mẹ chết, chắc phải báo thù, sẽ cố sức đánh Tào Tháo. Lưu Bị tức giận nói, không được. Mượn tay người khác giết mẹ người ta để ta dùng con là bất nhân. Giữ người ta lại không cho đi để cắt đứt cái đạo mẹ con là bất nghĩa. Ta thà chết chứ không khi nào làm những việc bất nhân bất nghĩa. Ai nấy đều thán phục. Không biết chuyện này diễn biến tiếp theo thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.